Thưa quý vị, giữa giờ trưa nay, ngay trước lễ truy điệu, dọc ngã tư Lê Thánh Tông, Trần Hưng Đạo, Hàn Thuyên, Hà Nội đã rất đông người dân có mặt ở hai bên đường chờ đón xe tang đưa linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi qua. Dù nắng nóng gay gắt, dù mồ hôi đẫm lưng, nhưng tất cả đều đứng im và thành kính. Hai tay trân trọng bê di ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Lê Văn Hữu, Bí thư chi bộ phường Nguyễn Du, nơi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sinh hoạt đảng viên, không khỏi trầm ngâm. Tiếc thương cho mà bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng rất là quý và thương nhớ bác khi bác ra đi, cả trọn đời của bác cống hiến cho đảng, cho nhân dân, chưa được có một ngày nghỉ hưu. Toàn dân trong cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài cũng như là bạn bè quốc tế rất là ghi nhận công lao to lớn của bác Tổng Bí thư. Dù lần cuối cùng muốn rằng là chứng kiến để tiễn đưa bác về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong suy nghĩ mỗi người, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chọn một đời vì đảng, vì dân. Hôm nay hàng ngàn người dân lặng lẽ cúi đầu tiễn biệt ông về với đất mẹ. Biết ơn, lòng biết ơn và lòng kính mến, kính trọng đối với bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ạ. Chúng tôi sẽ có rất là nhiều cái điều được học tập từ bác Tổng Bí thư, đó là cần kiệm liêm chính và tất cả các nhiều yếu tố. Dù bác đã đi xa nhưng mà những điều bác để lại thì vẫn mãi mãi ở trong lòng của người dân ạ. Hôm nay tôi đến đây để tiễn đưa bác. Mong bác sẽ được về Tây phương Cực Lạc Quốc ạ. Và bản thân tôi là giáo viên thì sẽ cố gắng làm những cái điều thật tốt, sống, học tập theo gương bác, giản dị, khiêm tốn và để trở thành những con người có ích cho xã hội. Không biết từ bao giờ, với nhiều người dân, bác Trọng không chỉ là một người lãnh đạo mà đã như một người thân trong gia đình. Trên các cung đường, nơi linh xa chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi qua, rất đông người dân đã chờ sẵn để được tiễn biệt bác lần cuối. Trong lòng mỗi người đều trào dâng niềm tiếc nuối, xót xa, chỉ mong thời gian trôi chậm lại để kéo dài thời khắc phải chia xa mãi mãi. Tại khu vực Nghĩa Trang Mai Dịch, nơi diễn ra lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ngay từ đầu giờ chiều cũng đã có rất đông đồng bào đứng đợi với mong muốn được tiễn đưa Tổng Bí thư những bước cuối cùng. Đã có mặt tại Hà Nội từ đêm qua, nhưng không thể xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư tại nhà tang lễ. Ngay từ sáng nay, ông Nguyễn Xuân Công đã có mặt từ sớm để chọn chỗ ngồi trung tâm nhất, thành tâm nhất hướng về phía trước cổng nghĩa trang. Cái ngày hôm qua là chúng tôi đi gia đình thôi, không phải riêng cá nhân tôi. Tôi nghĩ là toàn dân Việt Nam, những người tâm huyết, những người như vậy là có những tình cảm với bác thì trong cá nhân tôi cũng như một trong mọi người xung quanh tôi thôi. Cũng ngày hôm nay ngồi ở đây là chắc chắn có tình cảm với bác rất sâu sắc. Trước đây khi các cháu đi làm thì tối về là các cô mở truyền hình ra, 7 giờ tối là được nhìn thấy hình ảnh của bác, được nghe bác nói. Thế bây giờ mở đài truyền hình ra thì chỉ thấy hoa với ảnh của bác vô cùng buồn. Và cô đọc những cái bài thơ trên mạng người ta nói rằng là đất nước của dân tộc còn nợ bác một lời cảm ơn. Cho nên là cô cố gắng để là người con Đông Anh, quê hương của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tuy đã có mặt tại thôn Lại Đà để viếng Tổng Bí thư vào hôm qua, nhưng hôm nay chị Thanh cùng gia đình cũng đã có mặt từ sớm với mong mỏi tiễn Tổng Bí thư đoạn đường cuối cùng. Hôm nay chúng tôi đến đây viếng bác để mong rằng thế hệ sau của chúng tôi học tập noi gương của bác một phần nhỏ thôi. Nếu mà là công dân thì tôi hứa cũng sẽ là những người công dân mẫu mực, sống trong sạch để xứng đáng là người con của quê hương Đông Anh của bác. Những tình cảm đặc biệt mà người dân cả nước dành cho Tổng Bí thư trong ngày quốc tang càng khắc họa sâu sắc tầm vóc nhà lãnh đạo đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.